Thôi trời ơi, cũng may có con phụ với mẹ chứ một mình mẹ mà bằng tới ngày mai ngày mốt cũng xong rồi, chắc chắc con nước biết. Chết quá. Con biết chứ, mấy ngày này là cũng phải tranh thủ về dọn dẹp. Ủa gì mẹ? Trời ơi. Khét. Khét cái nồi. Con nghe mùi rồi, con nghe mùi rồi. Mẹ ngồi đây, mẹ ngồi đây. Mẹ đừng có chạy vô con cái dắp cái nhà mình, cái nền gạch nó trơn lắm. Mẹ chạy cái ào có nè, chuyện gì. Nè nè, con vô con thấy mình nó sắc rồi, rồi. Cái dừa rồi. Con biết rồi, con biết. Con đừng để nó khét. Rồi rồi rồi, con biết rồi, con biết rồi. Lôi à. Tự xấu rồi. Lôi. Tự xấu rồi. Trời ơi trời. Chết, chết. Giỡn, giỡn. Đừng có giỡn. Ôi dạ. Sao con lớn tuổi rồi hả? Dạ. 30 mấy rồi hả? Có con rồi mà tại sao không biết lo gì vừa phụ cho mẹ hết trơn mà cứ lo ba cái game này hoài vậy hả? Hả Lôi? Mẹ nói gì vậy? Mẹ nói con á, ba bữa này sao không lo phụ với mẹ nhà cửa đi, cứ tối ngày lo bấm bấm hoài vậy? Mẹ mới nói gì vậy? Trời đất ơi trời, chắc tôi điên cái thằng này. Quên, con đang đeo cái tai nghe nè, sao nghe được hả? Mẹ làm mà nãy giờ mẹ đang la con hả? Chứ la ai? Sao con ngồi kế bên mẹ la lớn gì vậy? Nè, bịt hai cái lỗ tai làm sao nghe? Được. Mà con ngồi kế bên mà có gì đâu la con. La cái gì? Không la sao được? Ba bữa này phụ với mẹ với vợ con đi lo nhà cửa đồ tự tích đích tới nơi rồi mà sao con vậy à con? Trời ơi, có cái gì đâu mẹ, con đang chơi gần xong trận rồi, để con chơi xong trận đi rồi tính. Trời đất ơi trời. Mẹ nói với con bao nhiêu lần rồi? Con lớn rồi, có gia đình rồi, có con cái rồi thì bây giờ phải lo chứ, mình để mẹ lo hoài sao được? Con biết mà, bây giờ chưa Tết mà, để tới gần Tết thì con lo. Trời ơi, mấy ngày nữa Tết rồi còn đợi gì nữa? Cái gì? Mấy ngày hả mẹ? Mấy ngày nữa thôi. Mấy ngày nữa hả? Ừ. Trời, còn có mấy ngày luôn hả? Trời ơi, lâu quá. Trời ơi trời. Mẹ ơi, mẹ trả lại cho con. Trời ơi, mẹ bể con bây giờ. Làm gì mẹ vậy? Mẹ, cái gì vậy mẹ? Mẹ. Trời ơi. Cái gì vậy mẹ? Mẹ. Mày làm gì ghê vậy? Ủa sao? Cái gì vậy mẹ? Anh làm cái gì mẹ vậy? Anh có làm cái gì mẹ đâu. Trời ơi con ơi, tại sao nó lớn rồi mà nó không biết lo gì hết trơn vậy con? Con coi nó quánh game tối một ngày vậy sao được? Trời ơi, con chơi game là giải trí. Trong cái lúc mà con đang nghỉ làm vậy nè, đó là con thư giãn. Con ngồi một chỗ, con đâu có làm cái gì tới ai đâu. Con giải trí xíu mà mẹ. Chơi là khi nào mình rảnh rỗi thì mình chơi. Còn cái này con coi nhà cửa mê mẹ vợ con làm. Con ngỡ lòng nào con ngồi con bấm bấm rồi con coi được không? Đó em thấy anh cũng nói với mẹ luôn là để cho gần Tết thì gọi làm. Vậy có gần Tết đâu. Dù như Tết ngày mai Tết đi. Rồi trước Tết một ngày anh làm cho. Trời ơi, tức quá mẹ. Thôi anh bớt nói lại giùm em. Tức quá mà. Bà con coi nó cãi lời với mẹ vậy đó, con thấy tức không? Thôi mẹ bớt giận đi mẹ. Cái tánh ảnh nào giờ vậy à? Anh bớt nói lại giùm cái. Mẹ la lớn rồi mẹ mệt bây giờ nè. Thôi bây giờ mẹ đừng có la cái gì nữa hết trơn. Con biết rồi ha, đừng có la mất công mà làm mệt nó tức. Biết chưa? Dạ con biết rồi. Biết rồi thì bây giờ đi mua đồ giùm cho mẹ đây. Dạ đi mua đồ gì, cứ mua đồ gì cho mẹ. Thì đi mua đồ ăn đem về đang chất trong tủ lạnh giùm cái đi, để tôi còn tiếp đãi bạn bè nữa. Dạ được rồi, để con đi mua đồ, một đống đồ gì con chất đầy ngay cái tủ lạnh luôn, tiếp đãi bạn bè. Thôi đi. Đứng lại. Dạ. Trời đất ơi trời. Con đi mua là con mua cái gì? Nè nghe. Con đừng nhớ nói với mẹ là con mua giống cái năm rồi đó nha. Trời đất ơi, ba cái thực phẩm chế biến sẵn gì con mua con chất tràn một cái tủ lạnh ăn không hết rồi đem đi bỏ, có phải mang tội không? Mẹ ơi, nói sao đó. Mẹ đừng có kêu ổng đi mua, mẹ nhớ năm rồi không? Kêu ổng đi mua một đống về đó, rồi ổng quẹt cái thẻ 10 mấy triệu. Trời đất ơi, không có cái gì ra cái gì. Để con mẹ không có kêu gì đâu nè. Mẹ nói là hả, để tiếp bạn bè đúng không? Ừ. Để tiếp bạn bè là con phải mua đồ dự trữ ở nhà một đống như vậy, để có bạn bè qua, bạn bè nhiều phải có đồ ta ăn chứ. Không lẽ để qua cho người ta nhịn đói đó con nghe được không? Bạn bè thì người ta tới cũng đâu có phải là mà ta đem hết cả gia đình người ta vô đây người ta ăn đâu hả? Ta tới ta thăm rồi có chút xíu thôi. Trời, con mua con chất một cái tủ lạnh vậy rồi con coi ha, cái qua mấy cái ngày mùng rồi ăn, trời ơi không đó. Hết cái đem đi bỏ có phải mang tội không? Bởi vì con mới mua đồ ăn chế biến sẵn. Thôi làm ơn dựng cái tầm bậy tầm bạ không à. Anh nghĩ sao vậy? Mấy cái đồ ăn chế biến sẵn đó mùa Tết ăn vô nó rất là khó chịu trong người, rồi bị cái này bị cái kia nữa. Cái gì cái phải ăn đồ tươi. Trời ơi, đồ tươi bây giờ nếu mà mua đồ tươi mà chất hết mấy mùa Tết á ha, là tủ lạnh mình có chút biếu à ha, chất làm sao đủ rồi để đâu à, không lẽ để phòng ngủ anh luôn.
ha, bật máy lạnh điều hòa cho nó lạnh. Thôi thôi thôi, không ha, có mua đồ giống năm ngoái nữa, không có đi mua mấy cái đồ mà chế biến sẵn giống năm ngoái nữa, nghe chưa? Mà thôi, bây giờ nghe lời mẹ đi, đừng có cãi nữa ha. Mẹ cũng không có cãi với tụi con nữa ha. Bây giờ con chỉ đi mua rau củ ha, rồi trái cây cho mẹ thôi, đừng có mua ba cái thực phẩm chế biến sẵn đem về ăn không có kịp, cái nó hư hết. Nghe lời mẹ đi. Dạ, dạ được rồi, để cơ, mẹ yên tâm đi, cô để mua đúng ý của mẹ đàng hoàng, yên tâm đi. Sao? Con là con trai của mẹ, con sẽ hiểu ý mẹ. Ủa, mẹ muốn cái gì con sẽ mua cái đó. Đi đâu vậy? Con đi mua đâu hết vậy? Cái chợ. Ủa, cho mẹ luôn nè. Mẹ, trời đất ơi. Xin chào quý vị khán giả, chúng ta đang gặp nhau trong chương trình Bác sĩ của bạn. Một ngày mới, chúc quý vị sẽ có thật nhiều nguồn năng lượng. Và thưa quý vị, trong những ngày đặc biệt của cái dịp xuân về thì chắc là gia đình nào chúng ta cũng sẽ nghĩ đến cái chuyện đi mua sắm thật nhiều những món ăn ngon đặt vào trong tủ lạnh của nhà mình để những ngày đầu năm chúng ta tận hưởng những gì đang có sẵn trong nhà với cái ngụ ý là một năm sung túc đủ đầy. Ở những cái vấn đề ở đây là khi mà chúng ta mua quá nhiều những loại thực phẩm, đôi khi dùng chưa hết, đôi khi thực phẩm đó lại không phù hợp với sức khỏe thì sẽ không có tốt cho các thành viên trong gia đình của mình. Và quan trọng là rất nhiều gia đình chưa có thói quen là chúng ta bổ sung thêm những thành phần chất xơ từ rau xanh hoặc là trái cây và không biết cách bảo quản những loại thực phẩm này. Vậy thì nào, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với chủ đề của chương trình, đó là cách để có thể tích trữ rau xanh và trái cây trong nhà trong những cái ngày xuân đặc biệt như thế này. Và mời quý vị sẽ cùng lắng nghe phần tư vấn từ chuyên gia của chương trình là bác sĩ chuyên khoa 1 Đinh Trần Ngọc Mai. Xin chào bác sĩ ạ. Dạ, xin chào chị. Dạ. À, xin chào quý khán thính giả. Bác sĩ ơi, ngày hôm nay khi mà nói về cái vấn đề mình mua sắm và tích trữ thực phẩm trong cái dịp xuân về Tết đến thì xin cho Loan hỏi là mình cần phải lưu ý những gì khi mà chúng ta chuẩn bị chế độ dinh dưỡng cho gia đình trong ngày xuân ạ? Có lẽ là cái thói quen mà mua các loại thực phẩm để mà tích trữ ở trong tủ lạnh là một cái thói quen rất là phổ biến của đại đa số các gia đình Việt Nam. À, giống như chị Loan vừa nói đó, thì là mong muốn là trong những ngày đầu năm sẽ không có phải xài tiền, sẽ không có mất đi mà chỉ có nhận lại thôi, và mong muốn một cái Tết sung túc. À, thì cái tủ lạnh nhà nào cũng chật cứng hết trơn. Đúng rồi. Dạ, thì nó sẽ có những cái lụy nó không có tốt. Ví dụ như là mình không có biết cách bảo quản thì cái rau củ quả hay là những cái thực phẩm của mình nó bị mất chất, hoặc là nguy hiểm hơn nữa là nó sẽ bị hư hỏng và nó sẽ sinh ra những cái vi khuẩn có hại. Cái trường hợp ngộ độc thực phẩm của các cái gia đình á thì đa số là do là mình chưa có biết cách bảo quản đúng cách các cái loại thực phẩm vào trong cái ngày Tết. Ngày Tết á thì chúng ta sẽ sử dụng những cái thực phẩm như là bánh chưng nè, nhờ mứt Tết nè, hay là nhờ dưa kiệu nè, những cái loại đó thì là đa số là đã được chế biến làm ngọt hoặc là ngâm mắm để làm để giữ được lâu. Tuy nhiên thì trái cây thì chúng ta lại không có áp dụng được cái biện pháp đó, nên khi mà chúng ta dự trữ trái cây rau củ quả thì nó sẽ cần có những cái biện pháp riêng và những cái phương pháp để cho giữ trái cây được lâu hơn. Thưa bác sĩ, như vậy thì chúng ta nên tích trữ những cái loại thực phẩm trong ngày Tết như thế nào, và đặc biệt là những cái loại rau củ quả nên bảo quản ra sao ạ? Để bảo quản một thực phẩm được lâu á, chúng ta sẽ có rất nhiều cách. Ví dụ như là các loại trái cây thì cái hoa quả thì mình có thể làm mứt, là cái món mà rất phổ biến trong ngày Tết, đó là một cách bảo quản. Hoặc là dưa kiệu, những cái đu đủ, dưa món thì là một cái cách mà mình ngâm để cho ngâm trong nước mắm hoặc là trong nước đường để bảo quản được lâu. Có những cái loại thực phẩm giống như là rau xanh thì chúng ta không có áp dụng được những cái biện pháp đó, vì vậy nên mình phải tích trữ ở trong tủ lạnh. Và cái thời gian mà mình bảo quản rau xanh ở trong tủ lạnh á, thì nó cũng chỉ giới hạn trong một khoảng thời gian nhất định thôi, đối với tùy loại rau củ. Ví dụ như các loại rau ăn lá, rau như là rau muống, rau dền, rau mồng tơi thì tốt nhất á, là khi mà sau khi mình sự mua về á, thì mình chỉ bảo quản ở trong tủ lạnh được ăn tầm cỡ khoảng từ 3 tới 5 ngày là tốt nhất. Bởi vì sau đó thì rau nó cũng sẽ rất là dễ bị héo, úa. Bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh thì những cái ngăn trên thì chúng ta sẽ dùng cho những cái thực phẩm tươi sống hơn. Và những đa số là các loại thịt thì chúng ta sẽ bỏ lên phía trên, thậm chí là chúng ta sẽ phải bỏ đông. Còn các loại rau xanh thì chỉ cần ở một cái nhiệt độ mát thôi thì mình sẽ bỏ vào phía ngăn dưới. Và những cái loại rau ăn lá thì chúng ta có thể là bao bọc ở trong những cái túi ni lông, và chúng ta nên làm sạch và để khô trước khi mà bỏ vào trong tủ lạnh.
Thưa bác sĩ, như vậy thì trong cái quá trình mà mình bảo quản những cái loại thực phẩm ở trong tủ lạnh cho những cái ngày Tết này, thì có những cái món ăn nào mà chúng ta nên hạn chế mua, hạn chế trữ nhiều hay không ạ? Xã hội ngày càng phát triển, cái công nghệ thực phẩm nó phát triển rất là bùng nổ đây, thì chúng ta có rất là nhiều cái thực phẩm chế biến sẵn và rất là tiện lợi, thì chúng ta nên sử dụng những sản phẩm tươi sống, hạn chế sử dụng những cái sản phẩm chế biến sẵn. Bởi vì để mà một cái thực phẩm mà giữ được lâu á, ngoài cái việc mà người ta phải sử dụng chất bảo quản ra, thì người ta phải bỏ vào trong đó một cái lượng các chất như là muối hoặc là đường, những cái chất mà để làm tăng các cái đậm độ của nó lên để giữ được lâu, hoặc là những cái món như là dưa món hoặc là mứt. Thì cái những cái thực phẩm đó nếu như chúng ta sử dụng một cái lượng lớn, đặc biệt là đối với những bệnh nhân như là tăng huyết áp, tiểu đường, có bệnh mãn tính, thì nó sẽ gây ra hệ lụy như là không kiểm soát được đường huyết, hay là không kiểm soát được huyết áp trong ngày Tết. Và những cái chất bảo quản mà nhà sản xuất đưa vào trong cái thực phẩm thì đương nhiên sẽ không có tốt bằng cái việc là mình sử dụng những cái sản phẩm tươi sống rồi. Thưa bác sĩ, như vậy thì chúng ta sẽ cần có những cái lưu ý gì về vấn đề dinh dưỡng cho những cái nhóm đối tượng đặc biệt trong gia đình vào ngày Tết, ví dụ như là thai phụ nè, ở trẻ con, người lớn tuổi, hay là những người mắc bệnh mãn tính ạ? Trong cái những ngày Tết á, thì mình phải đi chúc Tết nè, phải tiếp khách nè, rồi cái thời gian nó khá là bị xáo trộn, nên những cái đối tượng này đôi khi là sẽ không cung cấp đủ, không ăn đủ các bữa ăn và không cung cấp đủ đầy đủ các chất dinh dưỡng. Mình lại chỉ tập trung vào những cái món ăn truyền thống thôi, ví dụ như bánh chưng, bánh tét, rồi ăn hạt điều, ăn các loại hạt, rồi ăn mứt, bánh, mà mình quên đi một cái nhóm thực phẩm rất là quan trọng, đó là rau xanh. Rau xanh nó sẽ cung cấp cho mình vitamin, khoáng chất và chất xơ. Thiếu đi cái nhóm dưỡng chất này thì cơ thể rất là dễ bị mệt mỏi, dễ bị thiếu nước và rất là khó chuyển hóa được các chất dinh dưỡng. Vì vậy nên cho dù là các đối tượng nào thì chúng ta cũng nên chú ý là ngoài những cái thực phẩm truyền thống mà mình hay ăn vào ngày Tết, thì cũng nhớ là hãy cung cấp cho mình uống đủ nước, ăn đầy đủ chất xơ và rau xanh. Và một điều quan trọng nữa đó là đối với những nhóm mà bệnh nhân có bệnh mãn tính thì đừng có quên là phải tuân thủ theo cái điều trị của bác sĩ, đừng có ham chơi quá mà quên uống thuốc nha. Thưa quý vị, với những chia sẻ từ bác sĩ của chương trình ngày hôm nay thì rất hy vọng là quý vị chúng ta sẽ có thể đi chợ mua sắm những cái món ăn thật là tốt cho gia đình của mình, để ngày xuân, ngày Tết gia đình của chúng ta sẽ không chỉ là sung túc với thật nhiều những món ăn ngon mà còn có cho mình một nền tảng sức khỏe thật là tốt để khởi đầu cho một năm mới tràn đầy bình an và may mắn quý vị nhé. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ đã đến với chương trình ngày hôm nay. Còn bây giờ chúng ta sẽ nói lời chào tạm biệt nhau. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.